chiếc kia ngồi của Tân Úc 2 và Sơn Kê đang thử sức nhau tại dòng sông Mapro nha mọi người. Dầm rất là đều đó mọi người ơi. Đây là hai chiếc ngò của Tân Úc 1 và Tân Úc 2 và chiếc ngò của Sơn Kê. Rất là hấp dẫn luôn mọi người ơi. Chuẩn bị nước rút mọi người ơi. Đây Tân Úc 2 đã dẫn trước rồi. Dẫn trước Sơn Kê rồi. Tân Úc dẫn qua rất là qua xa mọi người ơi. Ôi. Hai thắng mà sao rồi. Bỏ quá, bỏ rất là quá xa. Sơn Kê và Tân Úc 2 trên dòng sông Mapro nha mọi người.